Ok, thì trước khi vào video thì mong anh em qua ứng dụng TikTok và ủng hộ kênh TikTok của mình nhá anh em nhá. Thì mình mới làm một kênh TikTok và mình hy vọng rằng mình có thể làm những clip ngắn trên TikTok để cho anh em xem. Thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả và nhập link TikTok vào và ủng hộ mình một lượt follow nhá anh em nhá. Cảm ơn các bạn, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ mình cùng với các bạn sẽ đi vào nội dung chính của video nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube DLS. Trong clip này thì mình cùng với các bạn sẽ đi trải nghiệm tiền đạo cánh Paulo Dybala, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ AS Roma tại giải vô địch quốc gia Italia và đội tuyển quốc gia Argentina. Thì cầu thủ này có một cái chân trái rất là ngoan anh em ạ, đặc biệt là trong áo của Juventus trước đây khi anh có những bàn thắng phải gọi là siêu phẩm anh em ạ, những bàn thắng rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm thử cầu thủ này. Bây giờ anh đang thi đấu cho câu lạc bộ AS Roma. Hiện tại thì anh đang 29 tuổi anh em ạ. Thì đây là Paulo Dybala. Anh em có thể nhìn thấy mặt ở đây, cầu thủ này rất đẹp trai luôn anh em ạ. Mặc dù là gọi là sắp 30 rồi, tuy nhiên khuôn mặt của anh vẫn rất là đẹp, đẹp hơn cả những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên thì có khuôn mặt khá là già dặn. Thì hôm nay mình cùng với các bạn sẽ đi trải nghiệm một trận đấu online với Paulo Dybala nhá anh em nhá. Và đây là đối thủ của mình, đối thủ mang tên là Wismel. Anh em có thể thấy đội hình của đội bạn trừ mục Luka Modric ra thì còn lại full đen hết rồi. Đội hình rất là mạnh, được đánh giá cao hơn chúng ta rất là nhiều. Hiệp một trận đấu xin được phép bắt đầu. Ở trong hiệp một này chúng ta được giao bóng trước trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất vàng. Paulo Dybala pha chạm bóng đầu tiên trong trận đấu này. Đường truyền dài của Dybala, Ronaldo. Không được rồi, Ramos của đội bạn đã ngăn chặn tốt pha sai lầm của các cầu thủ đội bạn. Neymar, cơ hội dành cho các cầu thủ DLS dứt điểm. Và như vậy là lưới của đội bạn đã rung lên. Neymar Jr. là người đã lập công. Một cú đá không thể cản phá của Neymar. Sai lầm của các cầu thủ đội bạn. 1-0 dành cho các cầu thủ DLS đường truyền dài. Pha phá bóng của David De Gea lên. Pha bóng rất tốt. Bóng đến vị trí của Neymar. Một pha leo biên. Cơ hội dành cho các cầu thủ DLS truyền vào dành cho Dybala. Cơ hội, và như vậy là lưới của đội bạn đã rung lên lần thứ hai. Chúng ta đã có được hai bàn thắng và Dybala đã lập công, và như vậy là đội bạn thoát luôn anh em ạ. Đội bạn đã sợ rồi, mang tiếng đối thủ full đen mà đã đấm thế này đây. Chúng ta có thể thấy rằng Dybala xử lý rất tốt và anh đã dứt điểm quá hay. 3-0, đội bạn thoát và cầu thủ xuất sắc nhất trận đó chính là Neymar của chúng ta. Bây giờ mình cùng với các bạn sẽ đi đá một trận đấu online nữa nhé. Đây là đối thủ của mình, đối thủ mang tên là Enjoy. Đáng lẽ ra là phải là Android, đội bạn đặt tên là Enjoy. Chúng ta lại được thi đấu trên sân nhà anh em ạ. Sơ đồ của chúng ta rất là hầm hố, đội hình nhìn chung là ngang nhau. Đội bạn cũng có Paulo Dybala. Ở hiệp 1 này chúng ta được ra bóng trước. Luke Shaw, Neymar, Luka Modric. Modric chuyền sang dành cho Hakimi. Không được. Phelang Mendy của đội bạn đã ngăn chặn tốt. Ở World Cup 2022 thì Dybala chỉ được vào sân trong trận chung kết anh em ạ. Trận chung kết và trên loạt sút luân lưu thì loạt sút thứ hai anh đã dứt điểm rất tốt và tỷ số là 4. Cuối cùng thì Argentina giành chiến thắng trước Pháp với tỷ số là 4-2 trên chấm phạt đền. Cũng là Dybala cũng góp một cú sút. Đây là Dybala. Một tình huống đảo biên của Paulo Dybala, Luke Shaw, Neymar. Neymar truyền sang dành cho Luke Shaw. Dybala, hay quá, cú dứt điểm của Dybala, tuyệt vời. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ DLS. Dybala lại lập công. Trong hai trận đấu thì chúng ta có thể thấy Dybala đã có được hai bàn thắng và những cú dứt điểm của Dybala là rất tốt. Cú đá quá căng anh em ạ. Anh em hãy cùng xem lại tình huống này. Quá căng và không thể cản phá. Phút thứ 18 và 1-0 dành cho các cầu thủ DLS. Phelang Mendy. Một bàn chưa nói trước được điều gì anh em ạ. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ đội bạn rất nguy hiểm. Karim Benzema. Và như vậy là lưới của các cầu thủ DLS đã rung lên. Quả bóng vàng 2022, Karim Benzema là người đã lập công. Cú đá quá tốt. Benzema đã hạ gục được đồng đội cũ Sergio Ramos. Cỡ hòa dành cho các cầu thủ đội bạn. 1-0. Sergio Ramos. Luke Shaw, cầu thủ đang thi đấu cho Man U. Sergio Ramos. Luka Modric truyền về dành cho Ramos, một tình huống đảo biên. Bóng đến vị trí của Ansu Hakimi. Dybala, một tình huống chuyền bóng rất đẹp của Paulo Dybala mở ra cơ hội dành cho các cầu thủ DLS. Neymar vào. 2-1 dành cho các cầu thủ DLS và đó là Neymar. Một tình huống chuyền sang cánh không cần nhìn của Paulo Dybala.
Một đường truyền quá xuất sắc, quá hoàn hảo, quá hay. 2-1 dành cho các thủ DLS Alaba. Chúng ta đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở đội bạn ở phút thứ 32. Dybala, lại là bóng đến chân của Paulo Dybala. Không được rồi, các cầu thủ của đội bạn đã phạm lỗi với Paulo Dybala. Anja Hakimi chuyền xuống Dybala. Một tình huống leo biên dành cho Dybala và một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ đội bạn. Ferland Mendy đã phạm lỗi với Paulo Dybala và anh đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Mình sẽ cho Dybala đá phạt nhé. Thôi treo bóng thôi. Đấy, Ran Van Dijk không được. Van Dijk định đánh đầu, tuy nhiên các cầu thủ của đội bạn đã ngăn chặn rất tốt. Son Heung-min, Kylian Mbappe chuyền xuống dành cho Dybala. Tuy nhiên Dybala của đội bạn đã không thể vượt qua được các cầu thủ của chúng ta. Bóng đã nằm trong tay của David De Gea. Một tiếng phát bóng lên. Pha phát bóng rất tốt của David De Gea, cơ hội mở ra dành cho các cầu thủ DLS. Trong đang là Dybala. Dybala vào. 3-1 dành cho các cầu thủ DLS. Điểm nhấn trong hiệp 1, Paulo Dybala. Hai bàn thắng và một tình huống kiến tạo quá xuất sắc của Dybala. Anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong hiệp 1 trận đấu này. Quá hoàn hảo, 3-1. Và hiệp 1 trận đấu đã kết thúc. Tỷ số là 3-1 dành cho các cầu thủ DLS. Xin mời anh em cùng bước đến hiệp 2 của trận đấu. Chúng ta đang dẫn trước đội bạn 3-1. Một hiệp thi đấu quá xuất sắc của Paulo Dybala, Asensio. Pha ngăn chặn tốt của Luxo bên phía các cầu thủ DLS. Một quả ném biên dành cho các cầu thủ đội bạn Enjoy. Dani Carvajal là người thực hiện quả ném biên này. Carvajal chuyền xuống Mbappe. Luka Modric của chúng ta đã ngăn chặn rất tốt. Neymar, một cơ hội mở ra dành cho các cầu thủ DLS. Neymar chuyền sang dành cho Paulo Dybala. Dybala dứt điểm, không được, bóng lại chạm vào cột dọc khung thành của các cầu thủ đội bạn. Quá đáng tiếc dành cho Paulo Dybala. Anh vẫn chưa có một cú hat-trick và một quả đá phạt dành cho các cầu thủ DLS. Sergio Ramos đã phạm lỗi. Mình sẽ cho Dybala đá phạt nhá, xem có được một cú hat-trick hay không. Dybala vào. 4-1 dành cho các cầu thủ DLS và đó là Dybala. Quá hay, siêu phẩm. Một đường cong rất mỹ miều. Anh đã tạo ra 4-1 và một cú hat-trick dành cho Dybala. Tại UEFA Champions League mùa 2016-2017 thì Dybala chính là khắc tinh của Barcelona anh em ạ. Một trận đấu tại Champions League vòng tứ kết quá hay. Và trên sân Camp Nou thì suýt nữa anh đã có thể tạo ra được một kỳ tích dành cho Juventus. Son Heung-min, Toni Kroos, Mbappe. Lúc so của chúng ta đã đứng đúng vị trí để ngăn chặn đường truyền của Mbappe đội bạn. Ronaldo, cơ hội dành cho các cầu thủ DLS. Ronaldo không được, bóng đã đi chệch cột dọc khung thành của Thibaut Courtois. Quá đáng tiếc dành cho anh 7, không siêu được anh em ạ. Ronaldo, Thibaut Courtois. Silva, Son Heung-min, cầu thủ đang thi đấu cho Tottenham Hotspur và anh là người châu Á anh em ạ, người Hàn Quốc. Ramos rất long ngóng, pha xử lý rất long ngóng của Sergio Ramos. Một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ đội bạn. Mbappe là người thực hiện quả đá phạt góc này. Kylian Mbappe đường chuyền vào, Pogba đang ngăn chặn tốt. Ronaldo, một cơ hội mở ra dành cho các cầu thủ DLS. Ronaldo, anh 7 đang leo biên, đường chuyền sang dành cho Anja Hakimi. Đường chuyền hơi mạnh rồi, nhưng Hakimi vẫn ngăn chặn tốt. Dybala được chuyền vào, lúc so không được, cú toa của đội bạn đã lấy được bóng anh em ạ. Pogba, và như vậy là trận đấu đã kết thúc, đội bạn đã thoát rồi anh em ạ. Chiến thắng 4-1 và cầu thủ xuất sắc trước trận đó chính là Paulo Dybala. Trong clip và hai trận đấu, anh đã có được 4 bàn thắng, một hiệu suất ghi bàn rất tốt. Thì qua clip thì anh em có thể thấy rằng Paulo Dybala tốt như thế nào. Thì anh em có tin dùng cầu thủ này không? Hoặc là anh em nào đang dùng cầu thủ này thì hãy bình luận xuống dưới video để cho mình và mọi người cùng biết nhá. Thì đến đây mình cũng xin phép dừng clip. Nếu anh em thấy clip của mình hay thì hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình để ủng hộ mình sớm lên 5k sub sớm nhất nhá. Những bàn thắng trong clip này sẽ là điểm kết của video nhá anh em nhá. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.